Hôm nay là ngày mở bán chính thức ở tại dự án Sycamore Bình Dương. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư Capital Land đến từ Singapore và đang được sự quan tâm của rất là nhiều các anh chị là nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở. Và hầu hết 80% khách hàng là mua để đầu tư và 20% hiện nay mua cái dự án Sycamore Bình Dương của mình giai đoạn 1 cũng như là những cái sản phẩm thấp tầng là mua để ở. Như vậy cái đối tượng nào đang chọn mua dự án Sycamore Bình Dương của chúng ta giai đoạn 1 này cũng có 368 căn. Để trước khi đi vào đối tượng cũng như là những anh chị chúng ta là ai khi mà chọn mua tại dự án Sycamore Bình Dương này thì Thắng xin tổng quan qua cái dự án cũng như là về giá bán, đặc biệt là về thiết kế của tất cả các phân khu để cho tất cả các anh chị chúng ta cùng xem nhé. Về dự án Sycamore Bình Dương của chúng ta có tổng quy mô là 18,9 hecta, gồm có 7 phân khu, trong đó phân khu đầu tiên đó tính là phân khu The Orchard, là cái phân khu mà mới sáng nay mở bán thưa các anh chị, gồm có 368 căn. Ngoài ra nữa thì chúng ta có trung bình hơn 3.000 sản phẩm trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên với 7 phân khu này thì chúng ta sẽ chia ra làm 7 cái đợt bán hàng khác nhau, trong đó đợt 1 là phân khu Orchard, đợt 2 là chúng ta sẽ bán phân khu cao tầng với hơn 1.800 căn. Và ngoài ra nữa thì ở tại dự án Sycamore Bình Dương của chúng ta có đa dạng những loại hình bất động sản. Chính vì như vậy, với những sản phẩm thấp tầng và cao tầng sẽ triển khai mở bán trong thời gian sắp tới sẽ đáp ứng được cái nhu cầu mua đầu tư cũng như mua để ở cho các anh chị trong thời gian sắp tới ở tại khu vực thành phố mới Bình Dương của chúng ta. Và ở tại dự án Sycamore Bình Dương thì nằm ở tại đường Trường Sa, phường Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương. Dự án được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư Capital Land, là một trong những chủ đầu tư đến từ Singapore khá là uy tín cũng như là đã triển khai rất là nhiều dự án ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh của mình rồi. Chính vì như vậy, cái đối tượng khách mà ưu tiên hàng đầu mà chủ đầu tư Capital Land cũng như là các sàn triển khai phân phối nhưng cũng như là bản thân Tấn đây thì là những khách hàng đã chọn mua của dự án Capital Land trong thời gian trước đó, Tấn giới thiệu và chuyển đổi qua tại vì khách hàng đã tin tưởng chủ tư đến từ Singapore này cũng một thời gian khá là lâu dài rồi, rất là uy tín cũng như là mang đến sự hài lòng của khách hàng khi mà chọn mua để đầu tư những sản phẩm mà chủ đầu tư này triển khai. Không chỉ là an toàn mà có khả năng sinh lợi trong thời gian sắp tới khá là tốt, đặc biệt là pháp lý chuẩn chỉnh. Chính vì như vậy khách hàng rất là an tâm khi mà chủ đầu tư này triển khai những dự án mới, rất là an tâm trong việc chọn mua vào những giai đoạn đầu. Tại vì những giai đoạn đầu của chủ đầu tư Capital Land triển khai mở bán trước đó những dự án đã triển khai rồi á thì khá là thành công và đặc biệt là đã mang lại giá trị lợi nhuận cho những khách hàng này rồi. Chính vì như vậy khách hàng rất là an tâm khi mà chọn mua. Đó là cái tệp khách hàng đầu tiên mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị. Và trong quá trình trao đổi với tất cả các anh chị thì Tấn sẽ có những tệp khách hàng để Tấn chia sẻ trong xuyên suốt cái câu chuyện mà Tấn trao đổi với tất cả các anh chị nhé. Về dự án Sycamore Bình Dương của chúng ta thì chúng ta có 7 phân khu, thì phân khu đầu tiên đó chính là phân khu The Orchard. Phân khu The Orchard thì là cái phân khu mở bán trong buổi sáng ngày hôm nay này các anh chị. Chúng ta có tổng quy mô là 9,1 hecta với tổng số lượng căn là 368 căn và chúng ta có 3 loại sản phẩm chính ở tại phân khu The Orchard này và với 3 mức giá khác nhau. Tiện Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị mình như sau. Những sản phẩm hầu như cũng như là phổ biến các anh chị mình mua ở cũng như mua để đầu tư nhiều nhất trong giai đoạn này đó chính là những căn nhà phố có diện tích ngang 6 dài 15 và những căn nhà phố thì chúng ta sẽ có 168 căn trên 368 căn của phân khu The Orchard này, nghĩa là chiếm trung bình khoảng chừng 40% với số lượng căn của phân khu The Orchard. Và những cái sản phẩm nhà phố này đang mới buổi sáng này mở bán với mức giá là trên dưới 9 tỷ một căn. Thì nếu như mà đơn giá thì rơi tầm khoảng chừng 115 triệu trên một mét vuông các anh chị nhé. Và những sản phẩm ở tại phân khu The Orchard này là với mức độ hấp thụ của cái rổ hàng cũng như là sản phẩm mà chủ đầu tư mở bán trong buổi sáng ngày hôm nay theo Tấn ghi nhận là 80-90% là những căn đã sold out, còn lại trung bình khoảng vài căn. Chính vì như vậy những anh chị chúng ta đang quan tâm đến những căn nhà phố thì các anh chị đang đợi giá cũng như chính sách từ phía bên chủ đầu tư thì cái thời điểm này thì các anh chị chúng ta có thể cân nhắc chọn mua được rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với những căn biệt thự song lập, là những căn dạng như là nằm ở giữa của căn nhà phố và những căn biệt thự đơn lập. Thì những căn biệt thự song lập này là những căn mà thực sự khách hàng mua để ở cũng rất nhiều mà mua để đầu tư
chọn sản phẩm này cũng rất nhiều. Nếu mà trường hợp các anh chị mình có tài chính dư dả một xíu thì các anh chị mình chọn những căn biệt thự song lập hoặc là những căn đơn lập. Còn trường hợp các anh chị mình có thể mua đơn lập nhưng mà tài chính của các anh chị chưa sắp xếp được thì các anh chị cũng có thể mua những căn biệt thự song lập này. Tại những căn biệt thự song lập này thì chỉ có 144 căn thôi và có diện tích là ngang 10 và 16. Và những căn này cái xây dựng là 4 tấm thì các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Và những căn biệt thự song lập theo ghi nhận của Tấn trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn cũng có lên event để mà chia sẻ cũng như gặp khách hàng của mình và để giới thiệu cũng như là giúp khách hàng của Tấn chọn căn ở đây. Thì những căn biệt thự song lập này có giá đâu đó trên dưới 15 tỷ một căn các anh chị. Trên dưới 15 tỷ một căn là thanh toán trong vòng 2 năm thì các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Và loại sản phẩm thứ ba Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị về giá bán đó chính là những căn biệt thự đơn lập, cũng như là những căn này sẽ là những căn dành cho khách hàng có khả năng chi trả cao. Và trường hợp các anh chị mình sắp xếp được cái tài chính thì chúng ta có thể chọn mua cái sản phẩm này nha các anh chị. Đơn lập thì rất là đẹp, chúng ta có 2 đến 3 chỗ đậu ô tô nằm ở trước nhà, ngang trung bình khoảng 10 đến 12 mét lận. Và căn biệt thự đơn lập này chúng ta chỉ có duy nhất là 56 căn, có diện tích là ngang 12 dài 14 hay là ngang 12 dài 16 mét và chúng ta xuống xây dựng là 4 tầng các anh chị đúng nhé. Và đặc biệt đó là những căn biệt thự cũng như nhà phố ở tại dự án Sycamore, đặc biệt là phân khu The Orchard này sẽ bàn giao hoàn thiện bên ngoài thô bên trong, và chúng ta sẽ có mặt tiền đường là 12 mét, lề đường sẽ lắp đá hoa cương rất là đẹp cho tất cả các anh chị. Và những căn ở tại dự án Sycamore Bình Dương của chúng ta sẽ bàn giao vào quý 3 năm 2025 các anh chị nhé. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có phí quản lý là 24.000 trên một mét vuông đất. Và vừa rồi là Tấn tổng quan về những cái thông tin cơ bản và giá bán cho tất cả các anh chị chúng ta có thể theo dõi vào cái thời điểm này, để những cái trường hợp mà các anh chị chúng ta đã tìm hiểu dự án rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có nhiều thời gian để mà tìm hiểu chi tiết và sâu hơn. Và ngoài ra thì một số các anh chị chúng ta cũng đang chờ là dự án này mở bán như thế nào, sau đó ra được cái căn rồi á, giá bán chính thức rồi thì các anh chị mình mới quyết định chọn mua, chứ không có muốn là mình booking vào rồi chúng ta phải chờ đến cái ngày mở bán rồi vào cái event nó rất là ồn ào náo nhiệt thì các anh chị mình không thích. Chính vì như vậy Tấn có rất là nhiều khách hàng như vậy thưa các anh chị. Chính vì như vậy cái video này cũng dành cho các anh chị mình luôn, nên các anh chị mình cứ an tâm. Bản thân Tấn là người đã trải nghiệm trong cái lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản hơn 8 năm rồi thì Tấn cũng rất là hiểu các anh chị chúng ta. Chính vì như vậy cái thời điểm này thì các anh chị chúng ta có thể cân nhắc chọn mua khi mà có giá có chính sách rõ ràng hết rồi để gửi đến cho tất cả các anh chị. Chúng ta có thể cân nhắc căn này căn này căn này, chúng ta còn những vị trí này để chúng ta lựa chọn các anh chị nhé. Cứ liên hệ đến số hotline của Tấn, Tấn sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho các anh chị mình chu đáo. Không nhất thiết là các anh chị mình cứ liên hệ đến Tấn là cái mua cho Tấn đâu. Quan trọng là các anh chị mình chọn cái người tư vấn phù hợp với lại cái nhu cầu và cũng mong muốn của các anh chị, để chúng ta gọi là thuận mua vừa bán, mua vui vẻ bán cũng rất là vui vẻ. Nói chung là các anh chị mua nhà gọi là mua vui, vui thì mới mua, dạ kiểu như vậy. Và Tấn chia sẻ lại cái câu chuyện mà cái đối tượng cũng như là các anh chị chúng ta mua cái dự án cũng như phân khu The Orchard của chúng ta vào buổi sáng ngày hôm nay là ai, cũng như anh những anh chị nào đã booking ở tại dự án này đúng không ạ? Thì cái tệp khách hàng đầu tiên mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị là tệp khách hàng trung thành, nghĩa là đã mua cái những dự án của chủ đầu tư Capital Land vào những giai đoạn trước đó, đã mua, đã đầu tư, có thể là bán rồi nhưng mà đã từng mua, đã từng tìm hiểu, hoặc là đã có thời gian làm việc với những bàn sale về những dự án đã triển khai của chủ tư Capital Land, nghĩa là khách hàng trung thành, khách hàng đã biết đến đến chủ tư này khá là lâu rồi và chỉ cần chuyển đổi từ cái tệp khách hàng này là bên Tấn có một cái dự án mới của chủ đầu tư Capital Land triển khai ở tại thành phố mới Bình Dương, có giá bán, có chính sách, có thiết kế, có tất cả mọi thứ để chia sẻ đến cho khách hàng của mình. Và những anh chị này cân nhắc lại quyết định chọn mua hoặc không cần phải đến xem nhà mẫu nữa, tại vì đã tin tưởng chủ đầu tư khá là lâu rồi. Đó đó là cái tệp đầu tiên. Tuy nhiên
Thì nhờ anh chị cũng dành thêm một ít thời gian để mà tìm hiểu cái sản phẩm các anh chị mình chọn mua nhé. Tại vì thực sự là cái thời điểm bây giờ là thời điểm mà thông tin cũng như là công nghệ số rất là nhiều. Các anh chị chúng ta có thể tìm hiểu trên Internet hoặc là bản thân Tấn đây, thì các anh chị chúng ta có thể liên hệ để hỏi Tấn. Tấn sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị mình chu đáo cũng như nhiệt tình nhất có thể. Hoặc là các anh chị có thể set up một cái cuộc hẹn để mà đến tham quan nhà mẫu thực tế ở tại dự án để chúng ta tìm hiểu nhiều hơn. Ngoài ra nếu mà trường hợp các anh chị mình tin tưởng bạn sale đó hỗ trợ cho các anh chị mình lâu năm rồi á, cũng như là gửi thông tin cho các anh chị mình đầy đủ, thì các anh chị có thể booking chọn mua luôn, không cần phải xuống xem. Nhưng mà sắp xếp được thì vẫn nên xuống xem là vẫn là tốt nhất các anh chị nhé. Rồi cái tệ thứ hai mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là những anh chị chúng ta là đang sinh sống ở tại thành phố mới Bình Dương hoặc là ở đang sinh sống ở tại Bình Dương, tuy nhiên có cái công việc cũng như là có cái thời gian di chuyển cũng như là ở lại ở cả khu vực thành phố mới Bình Dương này khá là lâu, khá là nhiều, lui tới lui đi lại ở khu vực này, nghĩa là các anh chị mình thường xuyên làm việc khu vực này á, thì là cái tệp khách hàng thứ hai để mà mua cái dự án The Orchard cũng như là dự án Sycamore Bình Dương của chúng ta. Cái tệp này á, là chiếm được tầm khoảng chừng 25% cái số lượng booking cái thời gian vừa qua các anh chị nhé. Cái tệp mà khách hàng trung thành, nghĩa là khách hàng đã chọn mua, đã biết đến chủ đầu tư Capitaland thì chiếm là khoảng chừng 25%. Còn cái tệp khách hàng mà đang sinh sống ở tại thành phố mới Bình Dương hoặc là đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà thường xuyên làm việc hoặc là có thời gian công tác ở tại thành phố mới Bình Dương này hay là có trụ sở có công ty ở đây thì chiếm lên tầm khoảng chừng 20 đến 25%, thì Tấn phân loại là tới tầm khoảng chừng 20% các anh chị nhé. Thì chúng ta đã có 45% cái tệp khách hàng đã mua ở đây rồi, thì số lượng còn lại là 55% là ai, thì Tấn chia nhỏ ra là ba nhóm nữa. Nhóm thứ ba mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là khách hàng có nhu cầu mua đầu tư một cái sản phẩm nhà liền thổ, cùng với đó là thanh toán giãn, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng, ở một nơi nằm trong khu cầm bao hoặc là được phát triển quy hoạch một cách bài bản, dự án có cái số lượng tương đối không quá nhiều để đáp ứng được cái yêu cầu về những cái tiêu chí đầu tư, ví dụ như là về khả năng sinh lời, về khả năng cho thuê, về khả năng mà mua đi bán lại sau này, hoặc là về cái tệp khách hàng sau này mà sẽ mua lại những sản phẩm mà các anh chị mình mua trước đó. Nghĩa là các anh chị mình mua thì sau này cái tệp khách hàng sau này sẽ mua cho các anh chị, sẽ giúp cho các anh chị mình quyết định chọn mua những cái sản phẩm phù hợp với tất cả các anh chị cũng như nhu cầu đầu tư của mình. Thì cái tệp khách hàng này chiếm là tầm khoảng chừng 15 đến 20% các anh chị nhé. Thì Tấn có thể cho vào 20% cái nhóm này đã quyết định chọn mua cái dự án Sycamore của Bình Dương của chúng ta. Tại vì thực ra để mà có một cái dự án pháp lý đầy đủ vào cái thời điểm này rất là hiếm, rất là quý và hầu như là rất ít chủ đầu tư hay là những cái quỹ đất có pháp lý đầy đủ mà triển khai mở bán vào thời điểm này. Thì nếu như Bình Dương của chúng ta, nếu mà sản phẩm nhà liền thổ chỉ có ba dự án này thôi, ba dự án gọi là tiêu biểu các anh chị nhé, được xem là tương đối lớn, một là dự án Sycamore Bình Dương của chúng ta, hai là dự án Standard của chủ tư An Gia và một cái dự án nữa của Becamex. Tuy nhiên thì dự án Sycamore của Bình Dương của chúng ta lại có lợi thế ở cái điểm đó chính là chủ đầu tư Sycamore, chủ đầu tư Capitaland đã triển khai quá là nhiều dự án rồi. Chính vì như vậy có sẽ có cái điểm cộng vào trong đó nữa. Và yếu tố thứ hai nằm kế bên Aeon Mall của thành phố mới Bình Dương. Cái thứ ba nữa nằm ở tại ngay tại khu hồ. Hồ này là hồ rất là lớn, phía bên kia là sân golf, không khí trong lành, cực kỳ là đẹp luôn. Cái thứ tư nữa đó là thiết kế của dự án Sycamore rất là đặc biệt, rất là hiện đại, rất là phù hợp với lại gia đình trẻ cũng như là gia đình có hai ba thế hệ có thể ở được. Và nhiều cái yếu tố khác nữa thưa các anh chị. Đó là cái tệp thứ ba mà Thắng chia sẻ cho các anh chị. 75% rồi đúng không ạ? Còn lại là 25% là tệp khách hàng nào? 25% là những cái nhà đầu tư hay là khách hàng mua để ở các anh chị.
25% này á, thì Tấn lại chia nhỏ ra thêm hai tệp khách hàng nữa, đó chính là khách hàng mà muốn đầu tư an toàn, các anh chị muốn đầu tư an toàn. Thay vì bây giờ hiện nay lãi suất ở tại ngân hàng rất thấp, đúng không ạ? Hiện nay lãi suất ngân hàng rơi tầm khoảng chừng 5-6% thôi, thậm chí là thấp hơn nữa. Trước đây tầm khoảng chừng 1 đến 2 tháng thì sẽ là 5,5%, bây giờ có lên một xíu. Tuy nhiên cái thời gian mà chúng ta để ngân hàng thì nó lâu hơn một tí thì chúng ta mới có lãi suất cao hơn một xíu. Nhưng mà đâu đó rơi tầm khoảng chừng 5,5 đến 6% thôi. Thì thay vì để ngân hàng hay là đầu tư chứng khoán hay là đầu tư vàng thì khách hàng lại bỏ để đầu tư vào bất động sản, nó sẽ an tâm và khả năng sinh lời tốt hơn và không bị lạm phát trong thời gian sắp tới. Một năm lạm phát ở tại Việt Nam của chúng ta trung bình khoảng chừng 4%. Và các anh chị mình lại quyết định mua những sản phẩm bất động sản này khi mà chủ đầu tư triển khai pháp lý đầy đủ rõ ràng, thì các anh chị mình mua và dòng tiền để đầu tư vào những căn biệt thự này và những và dòng tiền nhỏ giọt thì các anh chị cứ 2-3 tháng là chúng ta mới thanh toán một lần đó, mà chúng ta chỉ thanh toán tối đa 50% cho đến khi nhận nhà mà thôi. Tại vì đây là chủ tư Singapore đến từ nước ngoài, chính vì như vậy cái yếu tố nước ngoài đã giúp cho các anh chị về cái lịch thanh toán rất là tốt. Và cái tệp này chiếm đến 10% các anh chị, 10 đến 15%, và đó là hết 85% rồi, đúng không ạ? 85% rồi, 75% cộng với 10% cái tệp khách hàng mà không muốn mua vàng, không muốn mua chứng khoán, không muốn mua đô la thì quyết định là chọn mua bất động sản cho nó an toàn hơn và tránh được khả năng lạm phát và khả năng sinh lời tốt hơn. Còn lại là 15% đó chính là khách hàng mua để ở thật sự. 15% là thường thấy là chúng ta sẽ ở tầm khoảng chừng 20 đến 30%, nhưng ở tại thành phố mới Bình Dương của chúng ta, ở tại khu vực này thì nó tầm khoảng 15 đến 20% là còn lại là khách hàng mua để ở thật sự. Thực sự là có nhiều anh chị chúng ta đang sinh sống ở, không có sinh sống ở đây, nghĩa là đang sinh sống ở ở Bình Dương nhưng mà ở một nơi nào đó, ví dụ như ở Di An chẳng hạn, ở hay là ở ở quốc lộ 13 hoặc là ở Thuận An hay là ở Bình Phước chẳng hạn đó. Thì nhớ anh chị chúng ta đã cân nhắc trong việc chọn mua để ở tại khu vực này để gần với công việc mình hơn, cũng như là đón đầu trong việc phát triển kinh tế như là đồng bộ trong thời gian sắp tới. Thì đây là năm cái tệp khách hàng mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng chọn mua dự án Sycamore của chúng ta. Và qua clip này Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị về những gì mà Tấn tích lũy được, cũng như là có thể chia sẻ đến cho tất cả các anh chị để chúng ta biết đâu các anh chị là một trong cái năm cái tệp khách hàng này mà đang tìm mua một cái sản phẩm bất động sản, thì chúng ta có thể cân nhắc đến dự án Sycamore Bình Dương nếu mà tiêu chí cũng như là một vài cái yêu cầu của các anh chị là mua ở tại khu vực Bình Dương các anh chị nhé. Và bản thân Tấn cũng đã làm bất động sản hơn 8 năm rồi, và cái tiêu chí của Tấn đó chính là hỗ trợ cho tất cả các anh chị mình tốt nhất có thể về thông tin cũng như là những yếu tố liên quan đến cái dự án, về ưu điểm, về nhược điểm. Và trong clip này Tấn chỉ tập trung vào cái tệp khách hàng, năm cái tệp khách hàng đã mua cái dự án Sycamore của Bình Dương này thôi. Thì ngoài những cái thông tin này ra thì những anh chị chúng ta đang tìm hiểu cho mình về cái loại thông tin như thế nào thì hãy comment phía bên dưới hoặc là liên hệ đến số hotline của Tấn. Tấn sẽ hỗ trợ cũng như tư vấn các chị mình chu đáo cũng như đầy đủ thông tin nhất có thể. Cứ yên tâm nhờ các anh chị chúng ta liên hệ đến Tấn, không nhất thiết là chúng ta sẽ phải mua, nên là các anh chị cứ an tâm thoải mái khi mà liên hệ đến Tấn. Nếu mà các anh chị mình cảm thấy video hữu đích hữu ích thì like và đăng ký kênh subscribe để ủng hộ Tấn, và đồng thời nhấn chuông phía bên cạnh nữa để khi mà Tấn ra video mới thì các anh chị chúng ta sẽ là người nhận thông tin video đầu tiên khi mà Tấn upload lên. Và